vào tối ngày hôm qua, nữ diễn viên Angela Phương Trinh đã bất ngờ gây tranh cãi khi chia sẻ về cách chữa trị COVID-19 bằng phương thức dân gian. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết rằng, trong đại dịch COVID-19 này, địa long không những hữu ích để phòng và điều trị các bệnh lý do COVID gây ra, mà còn đồng thời giúp chữa luôn cả các bệnh nền đã có từ lâu của người nhiễm COVID. Thậm chí, Angela Phương Trinh còn khẳng định lời nói của mình dựa trên cơ sở khoa học. Trong khi đó, địa long lại hoàn toàn không nằm trong danh mục điều trị của Bộ Y tế. Trong một bài đăng khác, Angela Phương Trinh còn đăng tải những phản hồi tích cực của các bệnh nhân COVID-19 sau khi sử dụng địa long. Cô cho biết, chỉ cần bạn tin tưởng, việc còn lại đã có địa long, lại thêm trường hợp F0 hồi phục rất nhanh trong vòng 5 ngày. Chia sẻ của Angela Phương Trinh lập tức khiến cư dân mạng đưa ra rất nhiều ý kiến đa chiều. Tuy nhiên, đa số đều khẳng định cô nàng đang đưa thông tin không có kiểm chứng, sai lệch về việc chữa trị COVID-19. Một vài khán giả còn bày tỏ sự khó hiểu khi nữ diễn viên là người có sức ảnh hưởng lớn nhưng liên tục phát ngôn thiếu cẩn trọng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Cách đây một thời gian, công an cũng đã từng xử phạt hai chủ tài khoản Facebook với lý do là đăng tin sai sự thật liên quan đến việc phòng chống và điều trị bệnh COVID-19. Theo đó, hai tài khoản Facebook này đã đăng tải bài viết với nội dung về địa long, cách gọi khác của run đất, có thể ngăn ngừa và điều trị dứt điểm COVID-19. Trong thời gian tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay, hy vọng các bạn đều thật cẩn trọng, bảo vệ sức khỏe của bản thân. Bên cạnh đó thì cũng cần xác minh những thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội và nên nghe theo những lời khuyên và chỉ định của Bộ Y tế.